bạn ba lô theo cung hoàng đạo. Cung nhân mã. Cung nhân mã sinh ngày 23 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12. Đây là biểu tượng của cung nhân mã. Về tính cách, cung nhân mã là người sống tình cảm, yêu sự tự do, thích mạo hiểm, hài hước và vui tươi, hòa đồng và trung thực, luôn có trách nhiệm. Về ưu điểm, luôn lạc quan, lòng trung thành cao, hào phóng, trí tuệ cao và chính xác. Về nhược điểm, thiếu kiên nhẫn, nhanh chán và không nhất quán. Màu sắc mang lại may mắn cho cung nhân mã: màu xanh dương, trắng và màu vàng. Sau đây là một vài mẫu ba lô mang lại may mắn cho cung nhân mã. Tình yêu và công việc của nhân mã trong năm 2024 mình sẽ nói ở cuối video. Các bạn nhớ xem đến cuối nhá. Công việc năm 2024 là một năm tốt lành cho tình yêu. Nếu như bạn đang độc thân thì sẽ gặp được người lý tưởng. Nếu đang có người yêu, tình cảm sẽ lãng mạn và gắn bó hơn. Nhưng cần lưu ý đến tính sở hữu và ghen tuông để tránh xung đột. Về công việc, sẽ có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp và thăng hạng trong học tập. Để đạt được điều này thì cần phải có sự nâng cao chuyên môn, học hỏi kiến thức và kỹ năng mới. Nhân mã cũng có thể gặp một vài vấn đề về gia đình vào cuối năm nên cần phải giải quyết.